Giống như con người, chó cần có một răng lợi khỏe mạnh. Và để có một hàm răng khỏe mạnh, chó phải được chăm sóc răng miệng đúng cách, bao gồm vệ sinh răng miệng tại nhà và ở các phòng khám chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà có nhiều chủ nuôi lại chủ quan không đánh răng cho thú cưng của mình. Chăm sóc răng miệng kém có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Bệnh răng miệng, đặc biệt là bệnh nha chu, là bệnh phổ biến nhất đối với thú cưng thân yêu của chúng ta. Nhưng đây cũng là một trong những bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. May mắn thay, chúng ta có thể đẩy lùi hoặc thậm chí là ngăn ngừa bệnh răng miệng bằng cách cho chó ăn một chế độ dinh dưỡng hợp lý và đánh răng hàng ngày. Thêm vào đó cũng phải lựa chọn những loại đồ chơi gặm và bánh thử phù hợp với chúng. Trong video này, mèo nuôi thú cưng sẽ hướng dẫn bạn cách đánh răng cho chó phù hợp và an toàn nhất. Chọn thời điểm bắt đầu đánh răng cho chó. Việc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là chọn thời điểm để bắt đầu đánh răng cho chó. Nếu như đánh răng cho chó lúc quá nhỏ thì sẽ không tốt cho việc phát triển răng miệng. Còn nếu đánh răng cho lúc chó trưởng thành thì sẽ rất khó để làm quen. Hãy bắt đầu đánh răng cho chó khi chúng còn nhỏ. Thời điểm lý tưởng nhất là lúc chúng được khoảng 8 tuần tuổi hoặc sau khi được chăm sóc răng miệng ở phòng khám thú y. Để chó làm quen với tay của bạn. Để cho chó làm quen với tay của bạn là việc vô cùng quan trọng để giúp cho chó cảm thấy thoải mái mỗi khi đánh răng. Mát xa mép, răng và nướu cho chó, để chó yên vị ở một vị trí thoải mái. Dùng các ngón tay mát xa chậm chậm phần mép tầm 1 phút và bạn có thể làm như vậy 2 lần mỗi ngày. Tiếp theo, mát xa răng và nướu như trên, chó cần vài tuần để có thể quen và cảm thấy thoải mái với việc mát xa này. Chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng cho chó. Bạn sẽ cần bàn chải đánh răng lông mềm và kem đánh răng thú y. Kem đánh răng của con người và baking soda có thể không phù hợp và độc hại đối với chó. Hơn nữa, kem đánh răng thú y có hương vị hấp dẫn đối với chó. Không nên chà xát bất cứ thứ gì khác ngoài bàn chải lông mềm vào đường nướu, vì đây là khu vực nhạy cảm và vô cùng quan trọng. Một số đặc điểm răng miệng của chó cần lưu ý. Miệng thú cưng có một số điều quan trọng cần lưu ý. Đó là những thứ sẽ giúp chúng ta biết vị trí, thời điểm và cách thức chải răng. Màng bã sẽ tích tụ trên bề mặt răng hàng ngày, đặc biệt là ngay dưới đường nướu và chúng chỉ mất chưa đầy 36 giờ để khoáng hóa và cứng lại thành cao răng mà bàn chải cũng không thể đánh sạch được. Vì vậy, nên đánh răng cho chó hàng ngày để loại bỏ màng bám dưới đường nướu. Chọn thời điểm cố định trong ngày để đánh răng cho chó. Việc chọn thời điểm cố định trong ngày sẽ góp phần khiến việc chải răng trở thành thói quen hàng ngày tích cực của thú cưng. Đánh răng hàng ngày trước khi đi dạo hoặc trước khi huấn luyện có thể giúp thú cưng của bạn thực sự mong đợi việc này. Hãy dành một thời gian, có thể là một vài ngày để cho cả người và chó làm quen với quy trình này. Sau khi đánh răng xong, hãy khen thưởng chó của bạn nhé. Tập cho chó làm quen với các dụng cụ nha khoa. Trước khi bắt đầu đánh răng cho chó, hãy cho cuốn làm quen với kem đánh răng khi chó đã quen với việc massage miệng. Cho một lượng kem đánh răng bằng hạt đậu vào ngón tay của bạn và để chó nếm thử xem chúng có hợp việc cho đánh răng đó không. Sau đó giới thiệu với chúng bàn chải đánh răng và để chúng làm quen với việc bàn chải chà xát trong miệng. Khi chó đã quen rồi, hãy bắt đầu chải mặt ngoài của răng trước. Chải răng và nướu theo chiều dọc và bạn sẽ chỉ mất chưa đến 30 giây để đánh răng cho thú cưng của mình. Sau đó tăng dần lượng răng được chải từ mặt ngoài và mặt trong và cuối cùng là cả hai hàm răng. Đừng cố gắng chải toàn bộ khoang miệng ngay lúc đầu. Nếu chó chỉ cho bạn chải mặt ngoài hàm răng trên, đừng nản chí vì đó vẫn là phần răng quan trọng nhất trong việc phòng ngừa bệnh nha chu. Hãy kiên trì vì cuối cùng chó cũng sẽ cho bạn đánh hết hai hàm răng của chúng. Ngay cả công tác vệ sinh răng miệng tại nhà có tốt đến mấy, chó vẫn cần được vệ sinh răng miệng ở phòng khám giống như con người. Chăm chỉ đánh răng cho chó và tích cực đẩy lùi bệnh nha chu cho chúng là bạn có thể giảm bớt tần suất của việc vệ sinh răng tại phòng khám và mang đến cho thú cưng của bạn một nụ cười khỏe mạnh, tươi vui hơn. Cách vệ sinh răng cho chó khó tính. Có những con chó dù bạn có làm gì cũng không cho bạn đánh răng của chúng. May thay, có những sản phẩm chăm sóc răng miệng khác có thể giúp miệng thú cưng của chúng ta sạch sẽ và khỏe mạnh. Ví dụ như bạn có thể sử dụng sản phẩm thuốc xịt răng miệng cho chó hoặc các loại đồ chơi nha khoa. Hãy nói chuyện với bác sĩ thú y nếu bạn không chắc nên dùng sản phẩm vệ sinh răng miệng nào. Tóm lại, bạn hãy làm tốt nhất có thể để việc đánh răng cho chó là những lần trải nghiệm thú vị, nhưng đừng ngần ngại liên lạc với bác sĩ nếu việc đánh răng cho chúng có vấn đề. Hãy nhớ rằng bạn càng chăm sóc cẩn thận răng của chó, chó càng khỏe mạnh hơn. Nếu bạn yêu thích các video về chăm sóc chó mèo thì đừng ngại ấn nút theo dõi và đăng ký Mèo Nuôi Thú Cưng để nhận ngay các video mới nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào website petshopsaigon.vn để xem thêm các bài viết về chó mèo nhé.